Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video và tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Deal. Deal là danh từ, thường xuất hiện trong những thành ngữ chỉ số lượng lớn như a good deal hay a great deal of something. Deal cũng có nghĩa là một thỏa thuận giữa hai bên về một việc gì đó. Ngoài ra, deal còn có nghĩa là cách thức mà ai đó được đối đãi. Iran và Mỹ cùng 5 cường quốc khác của thế giới mới đây đã đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran sau những cuộc đàm phán cường độ cao kéo dài nhiều ngày. Nội dung thỏa thuận này là gì? Mời các bạn theo dõi qua câu chuyện sau đây. The White House is making a push to get broad support for the Iran nuclear deal. President Obama praised the framework agreement in an interview with the New York Times as the best bet by far to make sure Iran doesn't get a nuclear weapon. In exchange for lifting economic sanctions, Iran has agreed to roll back its nuclear program with unprecedented inspections and monitoring. The details of the agreement will be finalized by June 30th. Tòa Bạch Ốc đang đẩy mạnh nỗ lực để đạt được sự ủng hộ rộng rãi cho thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tổng thống Obama ca ngợi thỏa thuận này là thỏa thuận tốt nhất để bảo đảm rằng Iran không có được vũ khí hạt nhân. Đối lại việc được dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt kinh tế, Iran đã đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình với những cuộc thanh tra và giám sát chưa từng có. Những chi tiết của thỏa thuận này sẽ được hoàn tất trước ngày 30 tháng 6. Framework Agreement là thỏa thuận khung. Trong đó, các bên nhất trí về những điểm cơ bản làm nền tảng cho những quyết định kế tiếp. Thành ngữ the best bet, tức là điều gì đó tốt nhất cần được thực hiện để đạt được kết quả mình mong muốn. Economic sanctions là những biện pháp trừng phạt hay chế tài về kinh tế. Và động từ finalize là hoàn tất. Trong khi đó, Việt Nam và Nga đang tìm cách củng cố quan hệ song phương bằng một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Âu Á do Nga dẫn đầu. Vietnam is close to agreeing on a free trade deal with the Russian-led Eurasian Economic Union. Russian Prime Minister Dmitry Medvedev made the announcement during his three-day visit to Vietnam, aimed at strengthening bilateral ties. After meeting with his Vietnamese counterpart Nguyen Thanh Dung, the Prime Minister said that trade between the two countries could increase to $10 billion over the next 5 years. Trade revenue reached $2.5 billion last year. The two sides also agreed to expand oil and gas exploration in the contested South China Sea. Trong chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thông báo Việt Nam đang tiến gần đến việc đồng ý một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu của Nga. Sau cuộc họp với người đồng cấp Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nga nói thương mại giữa hai nước có thể tăng đến 10 tỷ đô la trong 5 năm tiếp theo. Kim ngạch thương mại đạt 2,5 tỷ đô la vào năm ngoái. Hai bên cũng nhất trí mở rộng thăm dò dầu khí ở vùng Biển Đông đang tranh chấp. Free Trade Deal là thỏa thuận thương mại tự do. Strengthen Bilateral Ties là củng cố quan hệ song phương. Trade Revenue là kim ngạch thương mại và động từ Contest là tranh chấp. Bồ Đào Nha đang có chính sách khuyến khích những người Anh về hưu đến sống ở nước này với những ưu đãi rất hấp dẫn. Mời bạn tìm hiểu trong câu chuyện cuối cùng sau đây. Finally, a deal for British retirees in Portugal. High-end retirement homes in a country that offers tax breaks for foreign retirees, hospitality, and lots of sun. Although homes in this retirement community can cost up to $500,000, the incentives are very attractive. Besides lots of outdoor amenities, the retirement village is connected to a nursing home and clinic. In addition, there's a local library where residents enjoy Portuguese wine every week. Những ưu đãi này bao gồm những nhà nghỉ hưu cao cấp trong một đất nước miễn giảm thuế cho người nghỉ hưu từ nước ngoài, sự hiếu khách và rất nhiều ánh nắng. Mặc dù nhà ở trong cộng đồng hưu trí này có thể có giá lên đến nửa triệu đô la, thế nhưng ưu đãi rất hấp dẫn. Bên cạnh rất nhiều tiện nghi ngoài trời, làng hưu trí được kết nối với một nhà dưỡng lão và cơ sở khám chữa bệnh. Ngoài ra còn có một thư viện địa phương nơi mà cư dân đến thưởng thức rượu vang Bồ Đào Nha mỗi tuần. Retirement là về hưu. Hospitality là sự hiếu khách.
incentive là thứ khuyến khích người ta làm điều gì đó, và amenities thường xuất hiện ở dạng số nhiều, là những tiện nghi giúp người ta sống thoải mái hơn. Deal là từ rất thường được hay sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày. Chẳng hạn nếu bạn mua một thứ gì đó với giá rẻ, bạn có thể dùng từ good deal. An experienced salesman, Andy deals with all kinds of customers and knows very well how to keep them happy. Ở dạng động từ, deal xuất hiện trong cụm động từ thông dụng deal with somebody, something, có nghĩa là giải quyết hay đối phó với ai hay cái gì. She managed to get a good deal on her new car after some thorough research and negotiation. Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.